lên làm sao đó. không lên hả? Cục bê nhưng mà cũng to. Ai à? Không ăn. Nghe năm nè, nè lấy điện thoại nghe nè. Hai chị ở trước cửa. Alo chị. Alo chị. Khoảng tiếng nói chị Mai được không? Được chị. Em thấy bắt đầu với em nó nặng nặng là khoảng bao lâu rồi? Nửa năm không? Tháng không? Mới đây. Thấy mới đây à? Nhưng mà trước bắt đầu nó đỏ đỏ rồi đúng không? Nó yếu dần theo lên nền. Vậy em muốn phục hồi nó trẻ nền cũng hơi bị lâu lâu đấy. Nếu mà ý thức chăm liền liền ấy thì 1-2 năm nó trẻ lại ấy. Em học trường nào? Em học Cao đẳng Sài Gòn gì? Quê ở đây luôn hả đó? Ở Củ Chi. À em học Củ Chi. Chị chùi nước mắt cho, để chị xíu. Không sao. Lúc nào đau quá không chịu được cứ nói chị Nguyên ơi ngưng một tí nha. Bạn chịu được thì ráng tí. Mình nắm chụp da cho nắm. Em tên gì ta? Em tên gì? Bé tên gì? Em tên Thư. Thư hả? Dạ. Đỏ con chứ đâu có viêm nữa. Viêm ít á, nhưng mà đỏ nha. Nên là chắc do vi mà không nặng cái. Ừ. Để lâu xong nó yếu nên từ từ hơi đỏ luôn, hồng ban luôn. Mà hồng ban đây đó là khó trị hơn là bị đen. Mất thời gian lâu hơn, tiêm meso nhiều nhiều vô nó mới được. Bé chị đang có
học viên nâng cao rất là nhiều, cần thực hành view ấy. Nếu mà kiểu tuần sau bản thân em thấy kiểu em không, chị không, tại vì em là khách lần đầu, kiểu chị nói gì cũng cũng rất là ngại nha, nhưng mà em có điều kiện thì cứ bình thường. Và nếu em thôi thấy em không có điều kiện để em đi build ấy, thì em làm mẫu cho chị Quyên đi nha. Làm mẫu thì mẹ chị sẽ lọng mụn xong rồi build link cho em, y chang là khách hàng bình thường thôi. Chủ nghĩa này chị được không ạ? Đau quá không? Yeah. Được không? Ui mẹ ơi. Đấy, đây đây đây.